Xin mời tất cả các nhà tạo mẫu tóc của chúng ta, chúng sẽ đứng ở hàng ngang ở giữa sân khấu để cùng chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nay. Chúng tôi xin mời ba nhà tạo mẫu tóc đạt giải vàng, chúng ta sẽ cùng trở lại với những người bạn của mình. Tất cả các bạn đã cùng đồng hành với nhau trong giải thưởng Colorzone Việt Nam 2017. Và đây là khoảnh khắc để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau niềm vui sướng. Và giống như chị Ronica đã nói, tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng. Everybody is a winner. Vâng, và chúng tôi xin mời ông Trần Anh Tuấn, Miss Ronica trở lại sân khấu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chúng tôi xin mời tất cả các nhà tạo mẫu tóc cùng với nhà tạo mẫu tóc Ronica Ristu, ông Trần Anh Tuấn. Chúng tôi xin mời các nhà tạo mẫu tóc trong nhóm Asia National Winners, các nhà tạo mẫu tóc trong nhóm Colorzone Việt sẽ cùng trở lại sân khấu và chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nay. Vâng, và xin mời tất cả quý vị, những khoảnh khắc cuối cùng này là những khoảnh khắc vô cùng vui sướng của các nhà tạo mẫu tóc. Chúng tôi xin mời quý vị nán lại và chúng ta sẽ có thể trở về sân khấu, chúng ta có thể lên sân khấu để chia vui với các nhà tạo mẫu tóc của chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là khoảnh khắc để người thân, bạn bè, quý vị có thể lên sân khấu tặng hoa và chúc mừng cho những người chiến thắng của đêm nay. Chương trình của chúng ta sẽ được tiếp tục ngay sau đây ạ. Xin quý vị hãy cùng nán lại. Tiếp theo chương trình của chúng ta sẽ đến với một phần DJ của nghệ sĩ Trang Moon vô cùng sôi động để chia vui với các nghệ sĩ của chúng ta. Chúng tôi xin mời ông Trần Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh Nhã cùng chụp ảnh với các nghệ sĩ của chúng ta. Xin mời nhà tạo mẫu tóc Ronica Ristu. Xin mời ba lãnh đạo của công ty Sao Mặt Trời Việt Nam, các thành viên trong ban tổ chức và tất cả người thân bạn bè cũng có thể lên sân khấu để chúc mừng cho các nghệ sĩ của chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc này. Và tiếp sau đây sẽ là phần sôi động nhất của đêm nay, một bữa tiệc EDM đặc biệt để cùng chia sẻ niềm hân hoan và tự hào với ba nhà tạo mẫu tóc Việt Nam dự chung kết Colorzone toàn cầu 2017. Xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của DJ Trang Moon. Cảm ơn các nghệ sĩ, các nhà tạo mẫu tóc và xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ trở về ghế ngồi và chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc vô cùng sôi động, bữa tiệc âm nhạc EDM với DJ Trang Moon. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ xuống sân khấu ạ. Xin mời các nghệ sĩ, chúng ta sẽ trở về ghế ngồi.